Nếu quan tâm đến vật lý và vũ trụ thì bạn chắc chắn sẽ biết tới cái tên Stephen Hawking. Trong quá trình hoạt động khoa học của mình, Stephen Hawking đã vượt qua thuyết tương đối, cơ học lượng tử, lý thuyết về vụ nổ lớn để trở thành một ngôi sao sáng trong bầu trời khoa học, được coi là một trong những nhà vật lý hiện đại vĩ đại nhất kể từ khi Einstein qua đời. Cái tên Stephen Hawking đã gắn liền với hố đen. Toàn bộ những công trình của ông được đánh giá là chiếc chìa khóa mở cửa vào vũ trụ. Cuộc đời của ông gắn liền với những phát kiến vĩ đại, với nghị lực phi thường, chống chọi lại căn bệnh ác quái, với tình yêu mãnh liệt dành cho vật lý, vũ trụ và gia đình. Bên cạnh đó, ông còn để lại những lời tiên tri về tương lai của loài người, trong đó có cả lời tiên tri về ngày tận thế. Nhận tin dữ ở tuổi 21. Ở tuổi 21, Stephen Hawking bắt đầu gặp một số triệu chứng như hay vấp ngã, khó cử động. Gia đình đã nhận thấy điều gì đó khi ông về thăm nhà vào dịp Giáng sinh. Sau đó ông đã được đưa đến bác sĩ. Trong thời gian chờ đợi kết quả, ông đã gặp người vợ tương lai của mình, Jane Quinde. Cô gái ngay lập tức đã bị thu hút bởi tính độc lập và hài hước của chàng trai. Họ bắt đầu hẹn hò. Bước qua tuổi 21, Stephen Hawking nhận được kết quả rằng ông mắc một loại bệnh vô phương cứu chữa. Đó là bệnh xơ cột bên teo cơ, hay còn được gọi là bệnh Low Jetrick. Ông được chẩn đoán là chỉ sống thêm được vài năm nữa và sẽ không thể hoàn thành được luận án tiến sĩ. Đây là một cú sốc quá lớn với một chàng trai đầy nhiệt huyết và tham vọng như Stephen Hawking. Ông đã suy sụp trong một thời gian, nhưng khi nhìn thấy một cậu bé qua đời vì ung thư máu trong bệnh viện, ông đã nhận ra rằng còn nhiều người kém may mắn hơn mình. Chàng trai trẻ đã lấy lại sự lạc quan. Ông tiếp tục hẹn hò với Jane và họ nhanh chóng đính hôn. Đối với Stephen Hawking, đây chính là động lực lớn nhất để tiếp tục sống. Bộ óc vĩ đại trong cơ thể bị teo nhỏ. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học Cambridge, chàng sinh viên nhỏ con này đã bị các hố đen mê hoặc. Đó là các vật thể kỳ lạ, được tạo ra do sự tàn lụi của các ngôi sao. Dùng những phương trình tương đối của Einstein, ông đã chứng minh về mặt toán học rằng tại trái tim của những hố đen, không một vật thể nào, kể cả ánh sáng, có thể thoát được ra ngoài. Vượt qua đau đớn thể xác do bệnh tật hành hạ, Stephen Hawking vẫn hoàn thành được luận án tiến sĩ về vũ trụ học mà ông từng theo đuổi. Bất kể sự tàn tật, trường đại học danh tiếng nhất nước Anh là Cambridge vẫn bổ nhiệm ông làm trưởng khoa toán lý, một vị trí mà trước đây chính nhà bác học Newton đã từng giữ. Phương tiện thông tin duy nhất của Hawking là một chiếc máy tổng hợp giọng nói do một người bạn thiết kế riêng cho ông, hoạt động bằng cách gõ nhẹ lên các con chữ của chiếc máy tính dính liền vào xe. Đối với ông, các động tác hết sức đơn giản này cũng trở nên vô cùng khó khăn. Trong tư thế bất động ấy, bộ não với năng lực sáng tạo mãnh liệt của Stephen Hawking không ngừng phiêu lưu trong những dải ngân hà có khoảng cách hàng triệu, hàng tỷ năm ánh sáng, để rồi mang lại cho thế giới những phát kiến vĩ đại. Trong quá trình hoạt động khoa học của mình, Stephen Hawking đã vượt qua thuyết tương đối, cơ học lượng tử, lý thuyết về vụ nổ lớn và trở thành một ngôi sao sáng trong bầu trời khoa học, được coi là một trong những nhà vật lý lớn nhất hiện nay kể từ khi Einstein qua đời. Cái tên Stephen Hawking gắn liền với hố đen. Toàn bộ những công trình của ông được đánh giá là chiếc chìa khóa mở cửa vào vũ trụ. Ngoài hoạt động nghiên cứu, Stephen Hawking còn viết sách. Cuốn lược sử thời gian của ông, viết vào năm 1988, được liệt vào những cuốn sách bán chạy nhất thế giới, với tổng số bản in lên tới 10 triệu bản. Kể cả những bản được dịch ra 40 thứ tiếng, nghĩa là chỉ đứng sau Kinh Thánh và một số kịch của Shakespeare. Bộ sưu tầm những giải thưởng khoa học, học vị tiến sĩ danh dự và các danh hiệu khoa học ông được trao tặng có lẽ là phong phú nhất hành tinh. Lời tiên tri về ngày tận thế của nhà khoa học vĩ đại. Bên cạnh những học thuyết vĩ đại về vũ trụ, ông còn để lại những lời tiên tri về tương lai của loài người, trong đó có cả lời tiên tri về ngày tận thế. Sự tồn tại của đa vũ trụ. Công trình nghiên cứu cuối cùng của Stephen Hawking được xuất bản vài ngày trước khi ông qua đời, có tiêu đề là Sự kết thúc của lý thuyết vũ trụ lạm phát vĩnh cửu. Trong đó, Stephen Hawking và đồng tác giả Thomas Hertog
đã đưa ra một lý thuyết về nguồn gốc của vũ trụ, về các vũ trụ song song vô hạn, cũng như bác bỏ một số lý thuyết trước đây và trả lời những câu hỏi khiến các nhà thiên văn học đau đầu. Một sự hiểu biết phổ biến là sau khi Big Bang xảy ra, vũ trụ được mở rộng một cách nhanh chóng theo mô hình lạm phát và không có giới hạn. Bên cạnh đó, xuất hiện các vũ trụ song song với số lượng vô hạn. Nghiên cứu này cũng chỉ ra cách có thể kiểm tra sự tồn tại của các vũ trụ song song. Các nhà vật lý có thể tìm bằng chứng tồn tại của các vũ trụ khác bằng cách sử dụng các công cụ được thiết kế để đo gợn sóng trong không thời gian, còn được gọi là sóng hấp dẫn nguyên thủy. Trên thực tế, đây là những vấn đề vĩ mô và không hề dễ hiểu đối với đại đa số mọi người. Và ngay cả những chuyên gia trong lĩnh vực thiên văn cũng phải vật lộn để tìm hiểu và lý giải những vấn đề liên quan đến đa vũ trụ. Con người chỉ sống được 1.000 năm nữa. Tại buổi tranh luận của Hiệp hội Oxford Union vào năm 2016, Stephen Hawking đã lên tiếng cảnh báo rằng: "Tôi không nghĩ loài người có thể tiếp tục sống sót sau 1.000 năm tới mà không vượt ra khỏi hành tinh mong manh của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục tiến vào vũ trụ để tìm kiếm tương lai của nhân loại." Tuy nhiên, năm sau con số này đã được ông rút ngắn lại và ấn định ngày tận thế của nhân loại sẽ vào năm 2600. Và sau đó, con số này đã tiếp tục giảm xuống và chúng ta chỉ còn lại 100 năm. Ông cho biết, mặc dù khả năng xảy ra thảm họa diệt vong đối với trái đất trong thời gian nhất định là rất thấp, nhưng nguy cơ đó sẽ tăng lên theo thời gian và trở nên gần như chắc chắn trong 1.000 hoặc 10.000 năm tới. Trong thời gian đó, chúng ta cần nhanh chóng di cư tới các hành tinh khác trong vũ trụ để một thảm họa trên trái đất, nếu có xảy ra, cũng không đồng nghĩa với sự kết thúc của nhân loại. Trái đất sẽ bị người ngoài hành tinh tấn công. Kênh Discovery của Mỹ đã phát sóng một loạt phim tài liệu khoa học nổi tiếng tìm hiểu vũ trụ cùng Hawking vào ngày 25 tháng 4 năm 2010. Trong loạt phim tài liệu này, Hawking đề xuất rằng có thể tồn tại người ngoài hành tinh, và ông đã tính toán người ngoài hành tinh theo quan điểm toán học và đưa ra kết luận: vũ trụ quá khổng lồ, dải ngân hà chỉ là giọt nước trong đại dương, không thể chỉ có trái đất mới có nền văn minh trong vũ trụ. Hawking rất lo lắng rằng sự tồn tại của người ngoài hành tinh sẽ đe dọa đến sự an toàn của con người. Ông tin rằng những người hàng xóm ngoài hành tinh có thể không thân thiện như chúng ta tưởng tượng. Họ thông minh và ghê gớm, thích các cuộc chinh phục và việc xâm chiếm trái đất có thể diễn ra. Stephen Hawking cho rằng người ngoài hành tinh có khả năng đến thăm chúng ta, giống như cách Columbus phát hiện ra châu Mỹ. AI sẽ thay thế con người. Stephen Hawking dự đoán AI sẽ sớm đạt tới trình độ khiến nó trở thành một dạng sống mới, vượt trội hơn và có thể thay thế hoàn toàn con người, dù ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Vào năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn với Wired, ông đã nói: "Thần đèn đã ra khỏi bình. Tôi sợ rằng AI có thể thay thế con người hoàn toàn. Nếu mọi người thiết kế ra virus máy tính, ai đó sẽ thiết kế ra AI có khả năng tự tái tạo. Đây sẽ là một dạng sống mới ưu việt hơn con người. Tôi tin chúng ta đã đi tới điểm không thể quay đầu lại. Trái đất đã trở nên quá nhỏ bé so với con người. Dân số toàn cầu gia tăng ở tốc độ đáng báo động và chúng ta đang đối mặt với nguy cơ tự hủy diệt chính mình." Superhumans, người biến đổi gen. Ý tưởng về những superhuman được biến đổi gen nghe có vẻ hơi xa vời, nhưng Stephen Hawking không nghĩ vậy. Ông thậm chí còn đưa một cảnh báo về nó trong cuốn sách của mình, Những câu trả lời ngắn gọn cho những câu hỏi lớn, được xuất bản sau khi ông qua đời vào năm 2018. Ông viết: "Tôi chắc chắn rằng trong suốt thế kỷ này, mọi người sẽ khám phá ra cách sửa đổi cả trí thông minh và bản năng. Một số người sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ để cải thiện các đặc điểm của con người, chẳng hạn như trí nhớ, khả năng chống lại bệnh tật và tuổi thọ." Stephen Hawking coi kết quả của việc mày mò di chuyển như vậy là một sự phân chia lớn và nguy hiểm giữa những người được biến đổi gen và những người bình thường không được biến đổi gen. Ông Hoàng Vật Lý cuối cùng đã ra đi đầu giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 2018. Giáo sư Stephen Hawking qua đời tại nhà riêng ở Cambridge, hưởng thọ 76 tuổi. Các con của nhà vật lý cho biết
ông đã ra đi trong bình an. Sự ra đi của Stephen Hawking không chỉ là một tin buồn đối với giới khoa học, mà còn cả những người quan tâm đến vật lý và vũ trụ học. Sự nỗ lực vượt qua bệnh tật của nhà khoa học là một kỳ tích. Về phần mình, Stephen Hawking cho rằng công việc nghiên cứu đã tặng cho ông nhiều thời gian sống hơn, điều mà người khác không làm được. Stephen Hawking chia sẻ với tờ New York Times năm 2011 rằng: "Tôi có một công việc và được chăm sóc đặc biệt. Điều đó đóng vai trò vô cùng quan trọng. Làm việc trong ngành vật lý lý thuyết này là một may mắn của tôi, bởi đây là một trong số ít những sự vật mà sự tàn tật không phải là một khuyết điểm quá quan trọng." Cuộc chiến bền bỉ chống lại căn bệnh hiểm nghèo của Stephen Hawking, dù được giải thích bằng lý do nào đi chăng nữa, cũng khiến ông trở thành một minh chứng kỳ diệu cho sự sống mãnh liệt của con người nói chung. Các bạn khán giả thân mến của Thiên Hà TV ơi, vậy là thời lượng chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thiên Hà TV chúc các bạn gặp thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau hy vọng rằng những tiến bộ mới nhất của nhân loại sẽ dẫn chúng ta chinh phục các thiên hà xa xôi, khám phá những nền văn minh mới đầy kỳ diệu. Sau khi theo dõi hết chương trình ngày hôm nay, các bạn có suy nghĩ gì, bạn có ý tưởng hay đóng góp gì muốn gửi đến Thiên Hà TV để có những chương trình hay hơn nữa? Còn chần chờ gì, hãy nhanh tay để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận phía dưới và đừng quên like, theo dõi Thiên Hà TV và bật nút chuông thông báo để ủng hộ cũng như đón xem những chương trình mới nhất, hay nhất đến từ Thiên Hà TV các bạn nhé. Và ngay lúc này, những chương trình thú vị dành riêng cho bạn đang hiển thị trên màn hình, đừng bỏ lỡ nhé. Chúc các bạn có những giây phút xem thư giãn tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên kênh Thiên Hà TV vào ngày mai.